Sāvaka sammi cippatippanno bhagavato sāvaka sangho yadidaṃ cappari purisayuga ni anthapurisappungala esappagavato sāvaka sangho ahunayyo bahunayyo daṃkhinayyo anchalikaraniyo Hằng văn văn mười mười tám đệ tử Phật cúng tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niềm thánh đức cao cả phước điền dày sâu. Văn đa mi chê tì văn sầm băng sa nê tính thị tăng xa ri vi ca tha tu ma ha bồ thinh bồ tha băng sa tăng la đa văn đa mi chê tì văn sầm băng sầm bạc tha nê su bạc tính thị tăng xa ri vi ca tha tụm văn sa ca lăng sa đa văn đa mi chê ti văn sam ban sam bát tha nê su ba tinh thi tăng sa ri ri ca tha tụm ma ha bồ thân bồ tha ru văn sa ca lăng sa đa. Con xin cung kính nhất tâm đảnh lễ xá lợi kim thân Phật Đà bồ đề bảo tháp gần xa đời đời hương liệu trầm hoa cúng dường. Cha ra thầm mầm hi cha rằng a na ti tô ya na thi mầm hi ya thình a na ti tô ma ra na thầm mầm hi ma ra năng a na ti tô sam bê hi mê bi ye hi ma na bê hi na na pha vô vi na pha vô kamma sa com hi kamma da ya do kamma yo kamma ban thu kamma pati sarano yang kammang karissa min ya nang ba ba kang wa ta sa da ya do pa wi sa mi e wang am he hi a tin hang ban cha wen ki tam bang Bồ chê mi bùa thăng cụ su mê na nê na bùa nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bùm phăng mi la gia ti gia tha y đăng mê ca yô ta tha gia ti quý na sa phá văn Bồ chê mi thăm măng cụ su mê na nê na bùa nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bụng phân mi la gia tỳ gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia tỳ vi na sa pha văn u chê mi sang khang cụ su mê na nê na buôn nhê na mê tê na cha hô tu mong khang bụng phân mi la gia tỳ gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti quỳ na sa pha văn sam bê san ta a quê ra hoan tu sukhita hoan tu nin đúng kha hoan tu âm gia bạch cha hoan tu ni kha hoan tu đi kha tu ka hon tu a ro ga hon tu sam ban ti hi sam mit chan tu su khi an ta nang pa ri ha ran tu dung kham ban ta cha nin dung kha pha yam ban ta cha nim pha ya so kam ban ta cha nin so ka hon tu sam be Bi ba ni no.
ca sa ma văn phạn tê quy sùng quy sùng răng kha năn tha ya ti sa ra nê na sa ha tăng cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dầm ti ma văn phạn tê quy sùng răng kha nam tha ya ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm ti ma văn phạn tê quy sùng răng kha nắp tha ya ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Kính bạch ngài Trí Đức, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, con xin kính thỉnh ngài thay chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng phật tử của chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy nhạ, Nam mô Thầm Mại nhạ, Nam mô Sang Khai nhạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, cho những nơi nào mà chúng ta không được rõ, kính chào Sít Mê Ta, Thích Nguyên Như, Sít Thi Lâm và Đạo Hữu Tâm Hạnh. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng Pháp hội. Xin ngũ giới hay là bác quan trai? Alo, hôm nay Việt Nam là 30, bên quý vị là 29. Xin Nguyên Như ơi, tam quy ngũ giới hay là bác quan? Bác quan ha, rồi xin lỗi nha. Bắt đầu. Bụt đăng sở răng gà chà, con em hay lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sở năng ca chế hà mi con em anh lòng thành kính xin quy pháp rằng căn sở năng ca chế hà mi con em anh lòng thành kính xin quy tăng đồ ti yam bi bồ đăng sở năng ca chế hà mi con em anh lòng thành kính xin quy phật lần thứ nhì đồ ti yam bi đắc mong sở năng ca chế hà mi con em anh lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì đủ tiền bị sân khấn sợ nâng cái cha mi con em mới lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì ta tiền bị bụt đăng sợ nâng cái cha mi con em mới lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba ta tiền bị đắc mang sợ nâng cái cha mi con em mới lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba ta tiyam bi sang khang sang nang ga cha mi con em hãy lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bhutang saranang gacchami, Thammang saranang gacchami, Sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đô tí dầm bí bút thăng sa ra năng gách trà mi. Đô tí dầm bí thầm mặn sa ra năng gách trà mi. Đô tí dầm bí sẵn khăn sa ra năng gách trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm ti phút thăng sa ra năng gách trà mi. Ta ti dầm ti thầm mặn sa ra năng gách trà mi. Ta ti dầm ti sẵn khăn sa ra năng gách trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ga ha na ba ri pu na
Pháp uy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. Phần tê và chúng con xin vâng. Bà na tí bà ta Vừa ra mạng đi sĩ khó mức đăng sâm mạ đi giá mê. Còn xin mấy gì điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đà na Vừa ra mạng đi sĩ khó mức đăng sâm mạ đi giá mê. Còn xin mấy gì điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya Veramani Sikha Bhanang Samadhi Yami. Còn xin với những điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Muksavada Veramani Sikha Bhanang Samadhi Yami. Còn xin với những điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me rayama chapama dathana Veramani sikha bunang samadhi yami. Còn xin với những điều học là quy tránh xa sự dị uống rượu và các chất sai. Vị ca la phu cha na Veramani sikha bunang samadhi yami. Còn xin bao nhiêu điều học là quý tránh xa sẽ ăn sái giờ. Nên chạy ghi ta qua đi ta vi su ca đà sa na ma la gan tha vi lê ba na tha ra na man ra na vi phu sa na tha na. Vê ra ma ni sĩ khao bất thăng sa ma đi dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quý tránh xa sẽ múa hát thôi càng đợn. Xem múa hát nghe đường kèn trang điểm thôi vật thơm dù phẩm và đeo chẳng hoa. Ôn chai sẽ dạ nam mà hà sẽ dạ nam. Vệ là mạnh đi sẽ khó bất năng sẽ mà đi dạ mê. Còn xin bao nhiêu điều học là quý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Bà na ti bà ta Vê ra ma ni sức kha ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh. A định na đa na Vê ra ma ni sức kha ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. A brahmacharya Vệ ra ma ni sikha ba đăng samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Musa wada Vệ ra ma ni sikha ba đăng samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raya mat chapa ma đăng thana Vệ ra ma ni sikha ba đăng samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất sai. Vika la pho jana Vệ ra ma ni sikha ba đăng samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nam cha ghi ta hòa đi ta quy su ca đa sa na ma la gan tha quy lê ba na tha ra na mang da na quy phu sa na tha na Vệ ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. Uncha sayana maha sayana Vệ ra ma ni sikha ba đăng samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang atthang gassamang na gatang buddham banya tang ubo satang imang charan tin imang chadiwasang samma de wa phi răng khi tùng samma di ya ma. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo,
trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ Niết Bàn trong ngày vị lai. Thasikabadani upo satasi lavase na iman charateng iman chadivasang sa tukang katuang ambamade na samarakitakbang Chivakta Shavitati tâm quy và bà con trai giới này tâm bảo rồi có ra mới giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. Ma phần tê và chúng con xin vâng. Sile na sugatin yon ti sile na phu kasam bạc đàn sile na ni phu tin yon ti tas mai si lăng quỷ số tha dê các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dị giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dị giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử Phật đang thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhờ. Xà thụ xà thụ xà thụ. Ua ta măng ghê na quan đê hăng. Bà đà băng sung và đua ta măng. Bùa thê vô khả lý tô đô sô bùa thô. Khả ma tu tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ. Những lỗi lầm vô ý gây nên, cuối sinh quay Phật vô biên, cho con sám tội tiền khiêm từ rài. Ua ta măng ghê na văn đê hăng, thăm manh cha đu quỳ thăng hòa răng, thăm mê vô khả lý tô đô sô thăm mô, khả ma tú tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ, những lỗi lầm vô ý khởi sanh, cuối sinh pháp học pháp hành, cho con sám tội tâm thành từ đây. Ua ta măng ghê na văn đê hăng. Sẵn khanh cha đu quỳ thô ta măng. Sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô. Khả ma tu tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ. Những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng. Cuối sinh chư thánh phàm tăng. Cho con sám tội ăn năn từ rài. Dạ con xin kính thỉnh ngài cả lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ngày hôm nay ạ. Hồ tu sắp mong ga lăng ra khăn tu sắp đế và ta sắp bồ đà hai nô pha vệ nà sà đà sô thi phô văn tu tê hồ tu sắp mong ga lăng. Ra khăn tu sắp bồ đế và ta sắp bồ thầm mai nô pha vệ nà sà đà sô thi thì phụ huynh tu tế phụ tu sắp và mong các lần rắc khăn tu sắp để qua ta sắp và sân cả lưu phà quê nè sẽ đa số thi phụ huynh tu tế tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quái đức của chư Phật do nhờ quái đức của giáo pháp do nhờ quái đức của chư tăng ca sự thành lời thường thường đến người Sovatthalattho Sukhito Viranoho Bhutasa Sanearo Go Sukhito Hoi Saha Sabbe Nyati Visa Thalattha Sukhita Varunaham Bhutasa Sanearo Ga Sukhita Hoi Saha Sabbe Nyati Vite Thalattha Sukhita Varunaham Bhutasa Sanearo Ga Sukhita Hoi Saha Sabbe thị nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa thú sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài cả trí đức đã truyền bát quan tam quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con và cũng trả chúc phúc cho đạo tràng của chúng con trong buổi học ngày hôm nay ạ. À.
Văn kính chỉ cu sa la cam măng cảnh tâm băng kỳ ri văn mà ma ca dê na quá cha mà na sa tỳ đa xê su ga tăng ca tăng dê san ta san ni nô an thi dê cha san ta a san ni nô ca tăng pua nhập pha lăng mê hăng sam bê pha ghi pha quan tu tê Ye tăng ca tăng su vi di tăng đinh năng pua nhập pha lăng ma ya ye cha tăng tha na cha năng tỳ đề hoa gan toa ni quế đa dung sam đê lô cam hi dê san ta chi văn ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhãn phô cha năng sam đê la phan tu ma ma chê ta sa ti Karani yaman thakusale na yan tang san tang badang afi samang cha sang ko uchu cha su uchu cha su wachu cha samudu anatima ni san tu sakko cha su faro cha ampa kinh cho cha san la uka vua ti san tinh tri yo cha ni ba ko cha ampa gam pho ku le su ananu kinh tho Na cha khuat đăng samma cha re kinh chi ye na huynh nhu pa re u pa qua de yung sukhi no wa khe ni no hon tu sam be san ta pa wan tu sukhi tan ta. Ye ke chi pa na phu tan thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa man chi ma ra sa ka anu ka thu la Đinh tha wa ye wa an đinh tha ye cha du re wa san ti a vi du re phu ta wa sam pha we si wa sam be san ta pha wan tu su phi tan ta Na ba ro ba răng ni cum bê tha na ti man ye tha căn tha chi năng kinh chi pya ro Sanna kha sanya nan nya man nya sa dung kha minh che ya ma ta ya tha ni yang bu tăng Ayu sa e ka pu ta manu rang khe e vam bi sam ba phu te su ma na sang pha wa ye a pa ri ma nang me tan cha sam ba lo ka min ma na sang pha wa ye a pa ri ma nang u thang a tho cha ti ri yan cha sam ba thang a we rang a sa ban tang tin than cha rang ni sin no qua sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta min tho e tang sa tin na tin thay ya brahma me tang vi ha rang ni tha ma hu đến thân cha nu ba gam ma si la wa đa sa ne na sam pan no ga me su vi ne ya ve thang na hi cha tu gam pa se yang bu na re ti ti Ba hum sa ha sa ma phi nim mi ta sa gu thang tang ri me kha lang u di ta kho ra sa se na rang da na di tham ma vi thi na chi ta wa mu nin do tan te cha sa pa wa tu te cha ya mang ga la Ni ma ra ti re ka ma phi yu ti cha sam ba rang tin go ram ba na la wa ka mang thang ma than tha yan khang khang ti su đăng ta vi thi na chi ta wa mu nin do tan te cha sa va wa tu te cha ya mang ga la ni na la gi rin ga cha wa rang a ti man tha phu tang da wang gi chang ka ma sa ni wa su da ru nan tang me tam bu se ka vi thi na chi ta wa mu nin do tan te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni khin ta khang ga ma ti han ta sa da ru nan tang tha wan ti yo cha na ba thang gu li ma la wan tang ấn thi vi sang kha ta ma no chi ta wa mu nin do tan te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la
Nikantana kantamudarang ivagampini yachinchayadum thavachanang chanakaya manche santena soma vithina chitava munindo tante chasa phavatute chayamangalani sanchang vihayamati sanchakavadake tumvada Bà ya bà đi bà cha li tô chỉ ta qua mù nân đô tăng tê cha sa phà qua tụ tê cha ya măng gà la ni nam đô bà năn đà phu cha găng quỷ bú thăng mà hình thân búa tê na thê ra phu cha ghê na đa má bà danh tô vinh thu bà đê sa quỷ thi na chỉ ta qua mù nân đô tăng tê cha sa phà qua tụ tê cha ya măng gà la Ni đúng cả ha đinh thi phu cha ghê na su đánh tha hắn thăng brahmang măng quỳ xua thì chu tỳ minh thì ba ca phi tha năng nha na gà đê na quy thì na chỉ tha qua mù nình đô tăng tê cha sa phà qua tu tê cha ya măng gà la ni ê ta bị bua tha cha ya măng gà la anh tha gà tha dô qua cha nô đi na đi nê sa ra tê ma tăng đi hình toa na nê ca quý quý tha ni chu bánh đa qua ni mông khăn su khăn ngà thi gà mê ya na rô sa bánh nhô nắc mô bút thà giá nắc mô thầm mà giá nắc mô sàng khà giá Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ Ngài Cả Trí Đức và con xin kính đảnh lễ toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính dâng bích sa cho Ngài để cho Ngài điều khiển buổi học ngày hôm nay. Và con xin xuống bích sa. Alo, 123, 123, kính lễ Ngài Pháp Thanh vừa đến Pháp hội. Hôm nay là ngày của Ngài Pháp Thanh ha, cũng là một ngày hy hữu, ngày Chúa Giáng sinh ha. À, đúng rồi, bây giờ Thích Minh Như phải thỉnh Pháp Sư chứ sao mà giao lại tôi, trời đất ơi. À, Thích Minh Như tiếp tục. Đưa tay lên, trời ơi, còn chờ gì nữa? Nam mô Bố Thầy Giá, dạ con xin kính lãnh lễ sư Pháp Thanh và vừa mới vào đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bua tha sa Nam mô ta sa pha ga wa tô Arahato Sammasambuddhassa Nam mô Ta Sa-pa-ga-wa-to Arahato Sammasambuddhassa Brahmacha-lokati-patti-saham-patti-katanchali-antivarang-ayajatha Santi tha san tâm ba ra chăng kha cha ti ca đề xê tu tham măng a nu cầm bi măng ba chăng san tham ma phê rình quy nha dành cha ca dăng su tăng cha banh thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta dành tô cha tu san cha đành đăng pháp bồ tha nay về ba rì xa dạ mạnh chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lộc giả ngài dời trơn sang thuyên pháp độ căn hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp
bốn mươi lăm hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ơn phổ cẩm, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tinh rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin đại diện lớp học kính thỉnh sư Pháp Thanh đăng đàn để giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và cảm ơn cô Nguyên Như. Và trước khi vào thời buổi giảng pháp, xin kính cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo để làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bày gậy sánh bánh xe sanh tử luân hồi, thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư Tôn Đức Trưởng Lão pháp thể khai ngang, kính chúc quý tu nữ và tất cả quý Phật tử có nhiều sức khỏe an vui, phát sanh nhiều trí tuệ do học pháp hành pháp, có một đời sống an lạc trong hiện tại và hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ học cái Tân In Bộ Kinh phẩm thứ hai Dường Quan Hỷ, và cái bài cuối trong cái phẩm thứ hai này là, xin lỗi, tỉnh thiếu rồi, Sám Mít Thí. Sám Mít Thí. Và bài thứ 10, bài cái phần là bài cuối cùng. Cảm ơn Như Quang đã post lên. Và nếu có thể thì Như Quang Quang Hỷ post cái phần chánh kinh. Sư sẽ đọc và sẽ rồi giảng cái phần bài này. Thì hôm nay thì cái bài cái phần chánh kinh thì nó hơi dài. Nó gồm có hai phần. Một phần là sự đối đáp giữa Đại Đức Tỳ Kheo Sám Mít Thí với cái vị chư thiên, và phần sau là cái lời dạy của Đức Phật. Sám Mít Thí. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Vương Xá tại Tá Bồ Đà Rà Má, tịnh xá núi suối nước nóng, tôn giả Sám Mít Thí khi đêm đã gần tàn thức dậy và đi đến suối nước nóng để tắm rửa tay chân. Sau khi tắm rửa tay chân, ra khỏi suối nước nóng, tôn giả đứng đắp một tấm y để phơi tay chân cho khô.
Rồi một vị chư thiên khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng, toàn dùng suối nước nóng, đi đến tôn giả Samithí. Sau khi đi đến, đứng giữa hư không, nói lên bài kệ với tôn giả Samithí. Không hưởng, ông khất thực, nay khất thực, không hưởng, hãy hưởng rồi khất thực, chớ uổng phí thời gian. Samithí, thời ông ta không biết, thời ta ẩn không hiện, không hưởng ta khắc thực, không uổng thời gian ta. Rồi vị chư thiên ấy đứng xuống đất và thưa với tôn giả Samithí, này tỳ kheo, ông còn trẻ tuổi mà đã xuất gia, nên thiếu niên thiếu, tóc còn đen nhánh trong tuổi thanh xuân. Trong thời trẻ thơ của tuổi đời, ông không thọ hưởng các ái dục. Này tỳ kheo, hãy thọ hưởng các ái dục của người đời, chớ có bỏ hiện tại mà chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Này hiền giả, ta không bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này hiền giả, chính ta bỏ những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại. Này hiền giả, Thế Tôn đã nói, các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não, nguy hiểm, ở đấy càng nhiều hơn. Còn thì các pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy. Có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. Sáu, và này tỳ kheo, như thế nào mà Thế Tôn đã nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não, nguy hiểm, ở đấy càng nhiều hơn? Như thế nào thuộc về hiện tại là pháp này, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. Bảy, này hiền giả, tôi là người mới xuất gia, mới đến đây không bao lâu, tôi không thể giải thích rộng rãi cho ông pháp và luật này. Nhưng Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, ở Ra Chá Há, Vương Xá, Tịnh Xá, Tá Bồ Đá, suối nước nóng, hãy đi đến Thế Tôn, hãy hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho ông như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Tám, này tỳ kheo, không dễ gì cho chúng tôi được đến gặp bậc Thế Tôn ấy. Một bậc được chư thiên khác có đại quy luật đoàn dây. Này tỳ kheo, nếu ngài đi đến đó, đi đến bậc Thế Tôn ấy và hỏi ý nghĩa này, chúng tôi có thể đến để nghe pháp. Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Samithí dâng đáp vị thiên ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Samithí bạch Thế Tôn. 10. Ở đây bạch Thế Tôn, sau khi đi, khi đêm đã gần tàn, con thấy con thức dậy và đi đến suối nước nóng để tắm rửa tay chân. Sau khi tắm rửa tay chân, ra khỏi suối nước nóng, còn đứng đắp một tấm y để phơi tay chân cho khô. Bạch Thế Tôn, rồi một vị thiên, sau khi đêm vừa mãn, với xung sắc, dung sắc thù thắng, chói sáng, toàn dùng suối nước nóng, đi đến con, sau khi đi đến, đứng giữa hư không và nói lên bài kệ này. Không hưởng, ông khất thực, nay khất thực không hưởng, hãy hưởng rồi khất thực, chớ uổng phí thời gian. 11. Khi nghe nói như vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời giới diện bằng bài kệ. Thời ông ta không biết, thời ta ẩn không hiện, không hưởng ta khắc thực, không uổng thời gian ta. 12. Bạch Thế Tôn, rồi vị thiên ấy đứng xuống đất và thưa với con, này tỷ kheo, ông còn trẻ tuổi mà xuất gia, niên thiếu, tóc đen nhánh trong buổi thanh xuân, trong thời trẻ thơ của tuổi đời,
ông không thọ hưởng các dục. Này tỷ kheo, hãy thọ hưởng các dục lạc của người đời, chớ có bỏ hiện tại để chạy theo những gì bị thời gian chi phối. 13. Khi được nói như vậy, bạch Thế Tôn, con nói với vị thiên ấy, này hiền giả, ta không bỏ hiện tại để chạy theo những gì bị thời gian chi phối, và này hiền giả, chính ta bỏ những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại. Những gì thuộc thời gian, này hiền giả, là các dục, được nói đến là nhiều khổ, nhiều phiền não, nguy hiểm ở đấy lại nhiều hơn. Còn các pháp này thuộc hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ ngư trí tự mình giác hiểu. Khi được nói như vậy, bạch Đức Thế Tôn, vị thiên ấy nói với con, và này thì kheo, như thế nào là Thế Tôn đã nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não, nguy hiểm ở đây càng nhiều hơn. Như thế nào thuộc về hiện tại là pháp này không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. 15. Khi được nói như vậy, bạch Thế Tôn, con nói với vị thiên ấy, này hiền giả, tôi là người mới xuất gia, mới đến đây không bao lâu, tôi không thể giải thích rộng rãi cho ông về pháp dự luật này. Nhưng Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, nay đang ở Rajagahana, tại tịnh xá Ba Bồ Đá xuống nước nóng, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho ông như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 16. Khi được nói như vậy, Thế Tôn, vị thiên ấy nói với con, này tỷ kheo, không dễ gì cho chúng tôi được đến gặp bậc Thế Tôn ấy, một bậc được các chư thiên khác có đại quy lực đanh dây. Này tỷ kheo, nếu ngài đi đến bậc Thế Tôn hỏi ý nghĩa ấy, chúng tôi có thể đến và nghe pháp. Thế Tôn, nếu vị thiên ấy nói sự thật thì vị ấy ở đây không xa bao nhiêu. 17. Khi được nói như vậy, vị thiên ấy nói với tôn giả Samithi như sau, hãy hỏi đi tỷ kheo, hãy hỏi đi tỷ kheo, tôi đã đến rồi. 18. Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ với vị thiên ấy, chúng sanh được hiểu biết được và chấp trước thái độ trên những điều được nói. Nếu họ không liễu tri những điều được nói lên, họ đi đến trói buộc do thân chết chi phối. Nếu họ liễu tri được những điều được nói lên, họ không có tưởng tri những điều được nói ra. Đối với vị như vậy, lỗi lầm nhất định không. Nếu các ông có biết, hãy nói lên dạ xòa. 9. Bạch Thế Tôn, con không có hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Lành thay nếu Thế Tôn nói lên cho con để con có thể hiểu một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Thế Tôn, bằng thắng hay thua ta, nghĩ như vậy đấu tranh khởi, cả ba không dao động, bằng thắng không khởi lên. Nếu như ông có biết, hãy nói lên dạ xoa. 21. Bạch Thế Tôn, con không có hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Lành thay nếu Thế Tôn nói lên cho con để con có thể hiểu một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Thế Tôn, hãy từ bỏ tính toán, không chạy theo hư tưởng, từ bỏ mọi máy đối danh sắc ở đời. Vị ấy đoạn diệt triền phược, không lo âu, không ái, chư thiên và loài người đời này hay đời sau, ở cảnh giới chư thiên hay tại mọi trú xứ, tầm cầu nhưng không gặp vết tích của vị ấy. Nếu ông biết người ấy, hãy nói lên dạ xoa. 23. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa rộng rãi như sau.
khắp thế giới, chớ làm điều ác, thân, miệng, ý, từ bỏ mọi ái dục, chánh niệm, tâm tỉnh giác, không khổ hạnh ép sát, vô bổ, không lợi ích. Đó là qua cái phần chánh kinh. Thì ở đây đại ý là cái vị chư thiên này đó nói với cái vị tỳ khu Sammatthi về vấn đề mà khi mà còn tuổi trẻ thì hãy thọ hưởng những cái dục lạc ở thế gian, phải nếm trải qua sắc thinh vị xúc, rồi đến khi già lớn tuổi tu, rồi qua cái sự đối đáp và vị Sammatthi thì không có thể giảng cái ý nghĩa, nên mới đi đến gặp Đức Thế Tôn, rồi nhờ Đức Thế Tôn giảng giải, rồi vị chư thiên thì xin Đức Thế Tôn giảng rộng ra những cái điều mà khó hiểu để cái vị này có thể hiểu hiểu hơn cái lời dạy của Đức Phật, hiểu hơn về cái pháp của Đức Phật. Thì chúng ta thấy thông thường ở thế gian người ta khi mà cái tuổi trẻ thân thể còn cường tráng khỏe mạnh, độ tuổi thanh xuân phơi phới thì sao? Người ta đắm nhiễm để thọ hưởng trong bữa trần, đắm nhiễm trong sắc thinh vị xúc, tại vì người ta lầm tưởng là cái tuổi thọ của mình đó là nhiều lâu dài bền vững, người ta không thấy được các cái pháp ở thế gian này sanh lão bệnh tử. Người ta nghĩ rằng cái người tuổi trẻ thì ít có khi mà bị chết rồi người ta không có lo nghĩ về vấn đề tu tập người ta nghĩ phải trải qua cái thời gian chừng nào mà già bệnh rồi mới chết, còn cái người tuổi trẻ thì không. Cho nên chính vì cái sai lầm như vậy mà người ta cứ mãi chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, đắm nhiễm tầm cầu thụ hưởng sắc thinh vị xúc của thế gian. Cho nên là đến khi mà cái chết nó hiện khởi thì lúc đó đó người ta mới hốt hoảng, ta sợ hãi kinh khiếp, rồi sao người ta tiếc nuối những cái gì mà mình còn đang bám níu, những gì mà nó lôi cuốn mình trong thế gian này, mình không được kéo dài cái tuổi thọ để mà thụ hưởng đầy đủ những cái đó. Cho nên là người ta ra đi với cái tâm là bám níu, sợ hãi trong cái đi đến những cái cảnh giới tái sanh nó không được tốt đẹp. Do đó đó mà khi chúng ta học Phật pháp để chúng ta thấy được chúng ta thấy được thì trong các cái pháp đó, thì Đức Phật thường khuyên dạy đó, sở dĩ mà chúng ta khổ đau, chúng ta khổ đau do
cái nguyên nhân từ đâu ha. Tức là do những cái tà kiến mê lầm, chúng ta không thấy được danh sắc này á, nó là không bền vững, nó luôn luôn thay đổi, sanh diệt không ngừng. Rồi chính vì nó luôn luôn biến chuyển thay đổi, nó mới khổ. Và chúng ta không thể nào mà điều khiển được cái danh sắc theo cái ý muốn của mình. Mình không thể nào biểu cái danh nó phải như thế này chứ không được như thế kia, cái sắc phải như thế này không được như thế kia. Cho nên vì mê lầm tà kiến, rồi chúng ta chấp danh sắc hay là thân tâm là của tôi. Cho nên khi mà chúng ta học pháp, hành pháp, để chúng ta thấy rõ được danh sắc nó là một hai thành phần, mặc dù nó có cái sự tương tác chung với nhau. Danh có thể ảnh hưởng sắc, sắc có thể ảnh hưởng danh. Phân tích chia sẻ rộng hơn thì nó là năm quẩn, nó là gồm có năm thành phần, năm cái nhóm, nhóm sắc, thì gồm có tứ đại, hay là chia sẻ rộng hơn là 28 cái sắc pháp. Rồi cái tâm hay là danh thì nó gồm có là tâm và sở hữu tâm, thì đã được giải thích trọng trong vì diệu pháp. Nhờ có học rồi chúng ta thấy được trong cái ngũ quẩn này nè, là nó nhiều nhóm mà do nhân do duyên nó tạo tác, nó sanh khởi, nó hiện hữu. Nhưng mà đến một lúc nào đó rồi đó, khi cái duyên nó hết thì nó sẽ tan rã, đi theo cái quy luật tự nhiên, sanh trụ diệt. Vì mê lầm tà kiến, chúng ta chấp thủ bám níu vào thân, vào tâm. Chính vì cái mê lầm tà kiến chấp thủ trên cái bản thân của mình, trên cái nội thân của mình, cho rằng đây là cái thôi, cái suy, chính vì cái chấp thủ cái sai lầm tà kiến này á, nó đưa đến năm cái pháp thủ, năm pháp tâm chấp, sân chấp, si chấp, mạng tà kiến chấp, năm cái pháp thủ này đó, nó bám chấp thủ vào cái danh và sắc, hay là nó bám nếu chấp thủ vào cái ngũ quẩn. Thật sự ra đó, cái ngũ quẩn đó, nó không phải khổ, nhưng cái khổ nó xuất phát do cái sự mà bám níu chấp thủ, chấp tham chấp vào sắc, mong muốn bắt được như thế này, mong muốn là phải như thế này, rồi
chúng ta đi tầm cầu, tìm kiếm để bảo quản, để gìn giữ cái sắc. Nhưng mà khi mà chúng ta mong muốn nó như vậy, nhưng mà cái diễn tiến của cái sắc nó luôn luôn nó thay đổi, nó sanh nó diệt. Chính vì khi mà nó không diễn ra như cái ý mình mong muốn thì đau khổ phát sanh. Trời ơi, tại sao mà cái thân của tôi nó bị bệnh hoạn như thế này, tại sao mà cái bệnh nó đến với tôi chứ không đến với người khác. Chính vì vậy mà bắt đầu cái đau khổ mà phát sanh, do cái tham muốn chấp thủ vào cái sắc. Nhưng mà khi mà cái sắc ấy, nó diễn ra không như cái mong muốn của mình ấy, thì sao? Sanh chấp, bực bội, thế này thế khác. Thì khi mà tham sân thì si, do cái si chấp, cái tà kiến mê lầm mà chúng ta bám níu trên cái thông không có thật, cái luôn luôn thay đổi sanh diệt, thì chúng ta lầm tưởng là nó là thường hằng, nó bền vững, cho nên chúng ta bám níu gìn giữ, cố chấp, cố gắng để mà bảo vệ nó, không cho nó thay đổi, không cho nó biến hoại, vì mê lầm tà kiến. Rồi so sánh, trời ơi, sắc đẹp của tôi là mới đẹp nè, cái người kia là không bằng. Rồi so sánh nè, rồi nếu mà mình thấy mình kém hơn thì sao? Thì bắt đầu phải tìm cách nào đó để mình vượt hơn, nổi trội hơn. Chính vì cái mong muốn mà mình phải nổi trội hơn, phải tốt đẹp hơn, cái gì á là mình cũng muốn hơn với người khác, cho nên cái sự mạn chấp so sánh. Rồi nếu mà mình hơn người khác á, thì cái sao, cái nổi lên cái kiêu mạn, tự phụ kiêu căng. Mà nếu mà mình thấy mình kém hơn người khác á, thì sao, tự ti mặc cảm. Đó, thì tất cả cái này nó là phiền não. Tất cả những cái phiền não này đó, những cái này, tham chấp, sân chấp, si chấp, mạn chấp, từ cái kiến chấp, là cái nhìn sai lầm, cái sự hiểu biết, cái sự nhận thức nó không đúng theo cái chân lý, không đúng theo các cái định luật của tam tướng. Tất cả là vật chất hay là tinh thần, hữu hình hay là vô hình, nó đều đi theo một cái quy luật nhân quả, rồi sanh trụ diệt, hiện khởi thay đổi và đi đến tiêu vong. Thì đây là cái quy luật chúng ta cần phải hiểu biết, cần phải nhận thức một cách trọn vẹn tốt đẹp. Thành ra đó, khi mà chúng ta học pháp, chúng ta thực hành, chúng ta học pháp để chúng ta thấy được trong cái một chúng sanh nó gồm có hai thành phần, vật chất là thân, tinh thần là sắc,
thọ tưởng hành thức, hay là tinh thần đó. Hai phần thành phần này đó nó riêng biệt nhau nhưng nó mới có một cái mối tương quan, tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng mà sự thật nó không phải là một thì quý vị khi mà quý vị đi vào cái pháp hành á, khi chúng ta thực hành, chúng ta theo dõi hơi thở vô hay hơi thở ra, mình nhận thức, hiểu biết rõ ràng cái chuyển động của hơi thở nó đang diễn ra. Khi thở vô, mình hoàn toàn mình hiểu biết rõ ràng từ lúc cái hơi thở nó sanh khởi, bắt đầu thở vô hoặc là bắt đầu thở ra, rồi cho đến khi mà hơi thở chấm dứt. Thì tại cái thời điểm mà cái hơi thở chấm dứt hay là hơi thở diệt, cái tâm mà theo dõi cái hơi thở thì nó cũng diệt mất. Thành ra đó, chúng ta nhận thức rằng danh sắc nó luôn luôn là sanh diệt. Rồi khi một cái thở tiếp tục, thì khi mà cái tâm mà quan sát cái hơi thở kế tiếp trong hiện tại đó, là hoàn toàn khác với cái tâm mà đã quan sát cái hơi thở trước. Cái chuyển động của cái hơi thở này đó, trong hiện tại này đó, nó khác với cái chuyển động của hơi thở trước. Nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên đó, là chúng ta thấy mà với trí tuệ thì chúng ta thấy trên cái đối tượng của sự quan sát nó luôn luôn là một cái đối tượng mới. Đối tượng trong hiện tại là nó khác với cái đối tượng đã diệt mất. Cái diễn trình này nó luôn luôn nó diễn ra như vậy. Thì khi mà một cái vị hành giả mà theo dõi chặt chẽ, quan sát đúng như vậy một thời gian, thì khởi lên cái trí tuệ hiểu biết về cái danh sắc. Danh là như thế nào, sắc là như thế nào, hiểu biết một cách rõ ràng, rồi nó sanh như thế nào, rồi nó diệt như thế nào. Thì cái vị này sẽ có được một cái kinh nghiệm trong minh sát tuệ gọi là phân tích danh sắc. Mà quý vị thấy rằng đó, mặc dù là trong cái 16 cái tuệ giác, thì cái phân tích danh sắc tuệ này đó, nó là cái chi pháp đầu tiên. Nhưng mà quý vị đừng có xem thường nó là thấp thỏi. Tại vì nó là cái nền tảng để đi đến những cái tuệ giác cao siêu hơn. Thì cái mục đích của sự để chúng ta thấy được qua cái sự phân tích chia, để chúng ta thấy được cái ngũ uẩn này. Cái mê là khiến sai lầm về cái thần, những cái sự phân tích
thực hành tuệ giác. Danh sách chúng ta sẽ tuệ giác cao hơn. Để gì? Để trong dòng sanh luân hồi chúng ta khổ đau do mê lầm, do mê lầm, chúng ta chấp thủ, tham chấp, sân chấp, si chấp, mạng chấp, kiến chấp. Chính đây là những cái sợi dây trói buộc, trói buộc chúng ta vào cái cổ máy, trói buộc chúng ta vào vòng quay sanh tử luân hồi. Mà nếu mà chúng ta không tìm hiểu, không học, không đi vào thực hành để đạt đến những cái trí tuệ này đó, thì chúng ta sẽ còn trôi lăn trong nhiều kiếp, trong nhiều kiếp sống nữa, trong cái khổ đau của sanh tử luân hồi. Cho nên á, Đức Phật mới nói là hãy từ bỏ tính toán, không chạy theo hư tưởng, từ bỏ mọi tham ái đối với danh sắc ở đời, vị ấy đoạn triền phước. Nhờ học pháp, hiểu pháp, chúng ta diệt trừ đi sự dính mắc vào những cái gì mà nó không xứng đáng, chấp thủ vào thân, chấp thủ vào tâm, chấp thủ vào những cái hiểu biết, những cái kiến thức đối với danh và sắc. Khi mà chúng ta có được cái trí tuệ, chúng ta hiểu biết rõ ràng trên cái tính chất chân đế của danh và sắc, hay thân và tâm, thì khi mà cái kinh nghiệm quý vị hiểu biết được trên cái nội thân, thì quý vị sẽ thấy rằng nếu mà cái bản thân mình cũng mình như vậy, sự thật ra đó là cái thân này nó đầy dẫy những cái ô uế hôi hám, đáng kinh tởm, đáng nhòm gớm, chứ không có gì để mà chúng ta có thể mà bám níu, gìn giữ. Ngay bản thân mình cũng vậy, thì các cái đối tượng xung quanh nó cũng vậy thôi, nó cũng không tốt đẹp gì đâu. Thì nhờ chúng ta có những cái kinh nghiệm trí tuệ, ngay chính cái bản thân mình, thì mình sẽ lần hồi mình từ bỏ ngay sự tham chấp vào cái ngũ uẩn này. Khi mà quý vị đạt được cái đó thì mới diệt trừ được cái gọi là ngũ uẩn thủ. Còn nếu mà khi mà mình chưa có hiểu biết, chưa có trí tuệ về cái mà phân tích danh sắc, mình còn bám níu vào thân vào tâm, mình còn chấp thủ, thì sao? Thì sẽ còn mê lầm tà kiến. Cho nên Đức Phật mới nói là hãy từ bỏ những cái tính toán. Tính toán ở đây là cái ngã mạn, hơn bằng thua, rồi sao cái tưởng của mình nó sanh khởi ra, đó, cái tưởng nó dễ dời ra, cái tưởng này nó rất là ghê gớm,
Mà khi mà chúng ta diệt trừ được cái ngã mạn, rồi có cái nhìn mà đúng đắn theo cái chân đế, thì chúng ta sẽ thấy đúng pháp. Đến để mà thấy ở đây là cái đó. Chúng ta hiểu biết được rõ ràng để chúng ta diệt trừ được cái tưởng và cái ngã mạn, tham chấp bám níu. Rồi đối với danh sắc thì sao? Thì tất cả phiền não nó sẽ được giải. Mà khi không diệt trừ được những cái năm pháp chấp thủ thì sẽ được an vui, không lo âu, không còn bám níu thành. Chúng ta phải hiểu cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thực hành để đem đến cái sự an vui. Chúng ta phải thấy được cái tính chân đế của tất cả các pháp. Chúng ta học ví dụ pháp, học pháp là gì? Chúng ta gột bỏ, loại trừ cái mê lầm tà kiến. Nè, ví như cái người mà màu xanh á, thì ta thấy tất cả mọi vật nó đều tốt đẹp, đều tốt tươi hết. Cái người mà mang cái mắt kiến màu hồng á, thì thấy cuộc đời nó phơi phới, nó thích thú. Mà cái người mà mang mắt kiến màu đen á, thì tối thui không thấy gì hết. Thấy không? Thành ra đó, chúng ta học để chúng ta biết được, để gỡ bỏ đi những cái mê lầm tà kiến chấp thủ, để gỡ bỏ, quăng bỏ đi tất cả những cái mắt kiến, những cái màu sắc nó làm cho cái đối tượng, các cái cảnh trí nó bị sai lệch. Mà nếu mà chúng ta sai lầm, chúng ta thấy không, cái cảnh nó màu hồng như vậy là mới đẹp nè, nó mới là tươi mới, nó mới đáng yêu, nó mới đáng là thích thú. Rồi cái người kia mang cái mắt màu xanh á, không, cái màu xanh á nó mới là đẹp, mới là đáng yêu thích. Thành ra đó, chính vì cái mê lầm tà kiến chấp vào cái cảnh tượng thấy của mình, nhưng mà mình thấy là cái đó là nó sai lầm, nó không có đúng sự thật, nó không có hiển lộ đúng cái thực tướng thực tánh của cái đối tượng. Cho nên mình cứ bám chấp vào cái những cái mắt kiến mình mang ở trên trước mắt mà khổ đau nó sẽ sanh khởi. Cho đến khi nào mà chúng ta hiểu biết được, nhận thức được, chúng ta quăng bỏ đi, thì chúng ta mới thấy được thực tướng thực tánh của đối tượng, nó như thế nào. Mình thấy rõ được đúng như thế đó, nó đang hiển bày như thế nào, mình thấy rõ đúng như thế đó. Thì khi mà mình thấy rõ rồi, trời ơi, nó không có gì để mà mình đã bám níu. Ví dụ như quý vị mà nhìn ngắm một bức tranh như vậy, thấy không? Nếu mà quý vị đứng ở một cái khoảng cách mà vừa tầm á, thì quý vị sẽ thấy được cái bức tranh nó rất là đẹp, hình ảnh như thế này, màu sắc như thế này á, thì đẹp quá, thích quá. Nhưng khi mà quý vị đến gần bức tranh, đến gần bức tranh hơn, sẽ thấy được
Trời ơi, hồi nãy mình đứng ở xa mình thấy màu sắc đồ nó đẹp đẽ, chứ mình lại gần á, trời ơi, nó vẽ gì đâu mà sơn nó xù xì, nó có cục có cục có cục, phải không? Rồi sơn thì đâu phải cái nào nó cũng bóng đâu, có cái gì nó cũng lợn cợn, nó cũng thế này thế khác à. À, cho nên á, chúng ta cần phải dùng cái trí tuệ giống như cái người, những cái người mà ở trong bệnh viện à, người ta muốn hiểu biết được thì người ta phải dùng những cái dụng cụ để người ta mới thấy. Ví dụ như là bây giờ à, khi mà người ta thử máu à, đó, người ta phải dùng những kính hiển vi à, soi rọi để thấy được những cái con virus, những con vi trùng ở cái máu này, thì từ đó người ta mới biết rõ được cái nguồn gốc cái bệnh nó phát sinh là từ đâu, à những cái loại virus nào, vi trùng nào, để người ta cho thuốc đúng để đối trị với những cái con vi trùng, những con virus đó ha. Đó thì cũng vậy à, giáo pháp lời dạy của Đức Phật à, từ pháp học pháp hành để cho chúng ta một cái kính hiển vi à, hay là trong kinh Đức Phật gọi là cái pháp kính đó. Chính nhờ cái pháp kính này à, chúng ta quăng bỏ những cái kính sai lầm à, kính màu hồng, kính màu xanh rồi cái nọ, bây giờ chúng ta đeo vô cái pháp kính là cái kính rõ ràng à, mình sẽ thấy rõ được cái thực tướng thực tánh của đối tượng à, không có mê lầm à, không có lệch lạc à, cái màu của nó như thế nào mình thấy rõ như thế đó à, rồi cái đối tượng nó sanh nó diệt à, diễn tiến như thế nào thấy rõ như thế đó à, chính vì khi mà mình nhìn thấu rõ được à, thì cái thân này nó như thế nào biết rõ như đó, đến đây để mà thấy là chỗ đó đó, không cần nhìn đâu xa đó. Mình nhìn vào cái hơi thở này, cái danh này, cái sắc này à, nhìn vào cái thân ngũ quẩn này, từ đây mình sẽ có kinh nghiệm à, diệt trừ đi cái nhận thức sai lầm về thường lạc ngã tịnh à, hiểu rõ được cái quy luật nhân quả à, hiểu rõ được cái định lực của tam tướng vô thường khổ vô ngã à, thì chính chúng ta phải có kinh nghiệm, chính chúng ta phải nhận thức lấy à, Đức Phật giáo pháp chỉ trang bị cho chúng ta à, giống như các ông tìm kiếm ra kính hiển vi, nhưng mà bây giờ ông bác sĩ ông muốn thấy thì ông phải đưa cái đối tượng vô, rồi ông ấy lấy cặp mắt ông nhìn qua cái kính vi này để thấy được à, thì Đức Phật giống như cái người dùng pháp để làm ra kính hiển vi à, cái kính hiển vi có đó, cái người đã làm ra rồi à, mà mình gì mình không chịu, mình cứ chấp thủ à, mình cứ mang mãi cái kính ở trên mắt mình, không chịu quăng bỏ đi để nhìn qua cái kính hiển vi thì làm sao mình thấy được cái con virus, con vi trùng được, thấy không? Đó, cho nên đó là chúng ta phải hiểu biết như vậy, đến để mà thấy à, là bây giờ mình phải quăng bỏ những cái chấp thủ mê lầm tà kiến đi, rồi mình dùng cái kính pháp nhìn cho thấu rõ được thực tướng thực tánh của dạng pháp, thì chúng ta sẽ có được sự hiểu biết để diệt trừ cái tà kiến, diệt trừ à, ngũ quẩn thủ, hay là diệt trừ cả năm cái à,
pháp chấp thủ, thì sẽ đem đến một cái đời sống an vui. À, chính từ những cái giải thoát này, ngay trong hiện tại, ngay trong đời sống hiện tại này, ngay giây phút này, à, nếu mà chúng ta hiểu biết được, thấy được, thì chúng ta sẽ giải thoát. À, trong Pháp Cú Kinh Đức Phật vậy, ai sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt. À, ai thấy pháp là người đó thấy Như Lai. À, dù mà chúng ta học pháp, chúng ta có sự cung kính đối với Tam Bảo, nhưng chúng ta chưa phát sanh được những cái trí tuệ, những cái tuệ giác, thì cũng chưa phải là thành tựu tốt đẹp. Cho nên á, chúng ta phải hiểu biết cái lời dạy của Phật, rồi phải nỗ lực tu tập để đem đến những cái chánh kiến. À, mình thấy được, hiểu biết được rõ ràng cái thực tánh thực tướng, thì có được chánh kiến thì mới có chánh tư duy, suy nghĩ về những điều chân chánh, những cái điều để mà từ bỏ tham, từ bỏ sân, diệt trừ si, để đi đến sự giải thoát. Còn nếu mà chúng ta còn chấp thủ, còn bám níu chấp thủ trên cái ngũ quẩn, thì đau khổ nó sẽ phát sanh. Còn tham chấp, sân chấp, si chấp, mạng chấp, tà kiến chấp, thì còn khổ. Rồi còn trôi lăn trong vòng sanh tử khổ đau. Cho nên là cái lời dạy của Đức Phật trong trong cái đoạn này đó, thì quý vị nhớ chỉ là thì từ bỏ cái tính toán là ngã mạn, không chạy theo hư tưởng là cái sai lầm ta kiến, rồi từ bỏ những cái tham ái, phiền não, tham chấp, sân chấp, si chấp, mạng chấp, tà kiến chấp, đối với cái gì, đối với danh sắc ở đời. Thì khi mà quý vị thấy rõ được cái thực tướng thực tánh của danh và sắc, thì những cái khổ đau, những cái chấp thủ diệt trừ, những sợi dây trói buộc đã được đoạn trừ, được cắt đứt, được từ bỏ, thì sao chúng ta sẽ an vui, an vui ngay trong đời sống hiện tại và hướng đến những cái đời sống tương lai tốt đẹp hơn. Nhiều khi mình trong ngay trong cái đời sống này do những cái túc duyên chưa đầy đủ, mặc dù mình chưa đạt được một cái thánh đạo thánh quả gì hết, nhưng mà nhờ sự hiểu biết, nhờ những cái kinh nghiệm thực hành trong cái đời sống hiện tại này, nó cũng đem đến cho chúng ta một cái đời sống an vui. Rồi á, chính cái những cái trí tuệ này nè, nó là nền tảng, nó sẽ là những cái nhân, những cái chủng tử để chúng ta tiếp tục nỗ lực tu tập, để từ từ chúng ta sẽ tiến lên những cái nấc thang, tiến đến những cái tuệ giác cao hơn. Còn ngay trong hiện tại này mà nếu mình không có tìm hiểu, không thực hành, mình cứ còn bám chấp, thủ vào thân tâm danh sắc, hay là còn bám níu vào ngũ quẩn,
trở thành là ngũ quân thủ thì sẽ còn khổ đau, sẽ còn sanh tử luân hồi. Thì qua cái phần chánh kinh, qua sự tìm hiểu những cái chú giải của chư Tôn Đức Trưởng Lão, có chút ít được những cái hiểu biết, thì cũng xin chia sẻ với quý vị về cái lời dạy của Đức Phật trong cái bài thứ 10 về cái câu hỏi của vị chư thiên đối với Tỳ Khưu Sammatthi. Với phước báo này kính cầu mong chư Tôn Đức Trưởng Lão pháp thể khang an, và kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử có thêm được những kinh nghiệm hiểu biết để tu tập ngay đời sống hiện tại này, để sớm đoạn trừ năm pháp thú, để vượt ra ngũ quẩn thú và có một đời sống an vui trong hiện tại và hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Và kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui, nếu mùa bút thai giá. Và bây giờ thì xin mời Trang kính thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về những kinh nghiệm học hay là hành có liên hệ trong đời sống về cái thân của chúng ta, để chúng ta hiểu biết một cách tường tận rõ ràng hơn về cái lời dạy của Đức Phật. Cầu chúc tất cả quý vị luôn an vui, nó mùa của tha giá. Và bây giờ thì sàn ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Nguyên Như. Dạ, con cảm ơn sư. Con cho con biết là âm thanh rõ. Dạ. Con thấy không có ai cầm mic cầm lên thì con lên để mà con thay thế cho đạo tràng. Thành kính tri ân sư đã giảng bài pháp cho chúng con nghe, thật là lợi lạc. Thì bây giờ con kính mời đạo tràng lên để mà thảo luận, hay là gì thắc mắc thì đặt câu hỏi đến cho sư. Và con Nguyên Như. Như ơi, Như làm ơn Như lên cầm mic để mà Như mới chạy ra vô. Dạ, mời Như nha. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin kính cảm ơn cô Hiền Từ. Dạ, bạch sư,
Khi mà con nghe sư giảng về cái bài bài kinh tương ưng của ngày hôm nay, sư cho như hỏi là khi mà mình học pháp đó, bạch sư, từ vì con nghĩ là khi mà Đức Phật mà đã giảng cho mình bất cứ một cái chuyện gì thì ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác, thành ra khi mà ngài ở kim khẩu ra mà ngài giảng cho chúng ta bất cứ về một cái vấn đề gì hoặc là một cái đề tài gì thì nó cũng có một cái tác dụng để mà giải thoát khổ đau, chứ không phải tự nhiên bâng quơ mà ngài nói một câu mà nó không có liên quan gì với sự giải thoát, phải không sư? Nhưng mà khi mà con càng đi sâu, con học nhiều quá thì con lại có thấy những cái có thể là những vị nghiên cứu kinh hoặc là có những cái vị mà họ nghiên cứu một phần trong tâm tạng, thì con được nghe những cái việc chẳng hạn như có bên đó thì lại nói học kinh kinh không cần học luật, rồi học luật không cần học luận, rồi học thiền không cần học pháp, học pháp giống như mà họ học được một cái gì thì họ lại bác những cái kia. Thì cái mà cái tư tưởng đó đó bạch sư, nó có gọi là chánh kiến hay là không? Nhưng mà nếu mà nó không phải chánh kiến đó, thì làm sao mà Phật tử như chúng con lại có thể học hết tất cả được bạch sư? Cái đó nó cũng là cái thắc mắc của con, và con nghĩ nó cũng là cái thắc mắc của nhiều người Phật tử. Nhà sư có thể thay mặt chư tăng để giải quyết thắc mắc đó cho tụi con được không bạch sư? Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. À, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, chào tất cả quý vị. Dạ, lâu quá mới thấy huynh Minh Tâm vô sinh hoạt ha. Dạ, cảm ơn cô Niệm Từ, cảm ơn cô Nguyên Như. Thì trước khi mà giải đáp câu thắc mắc của Nguyên Như thì trước hết thì xin sám hối với chung chư tôn đức trước, tại vì cái sự giải đáp này chắc chắn nó sẽ có những cái đối với chư tôn đức. Thì ở đây đó, cái trong cái lời dạy của Đức Phật trong cái bài này nó có về cái sự kiến chấp, là cái chấp về cái hiểu biết, cái tri kiến của mình. À, đây là nó cũng là một cái trở ngại. À, thành ra quý vị thấy rằng có nhiều vị, à, cái vị này học về luật thì cứ đề cao về cái tạng luật, vị này học kinh đề cao về tạng kinh, vị này học về cái pháp hành asana minh sát tuệ thì sẽ đề cao cái pháp hành. Sự thật ra đó, trong bài kinh mà cái ví dụ về những cái người mù mà sờ voi đó, là đã cho ta một cái bài học rồi. À, chúng ta phải có một cái kiến thức nó bao quát hơn. À, chúng ta phải suy nghĩ rằng á, Đức Phật nói rằng cả cái giáo pháp này nó giống như một nắm lá trong tay. À, còn cái pháp thế gian ở ngoài kia thì nó bao la rộng lớn lắm, không thể nào mà thực hành giới mà bỏ định bỏ tuệ, mà không thể nào có định mà không cần đến đến giới đến tuệ, mà cũng không bao giờ có tuệ mà không phải thực hành giới định đó. Cho nên á,
cái giáo pháp của Đức Phật giảng dạy nó có sự hỗ trợ tương tác lẫn nhau, nó có tính nhân quả. À, chúng ta đừng có phiến diện, à, rồi đề cao cái sở học của mình, cái kiến thức của mình mà không. Nhưng mà điều ấy là không phải là tính, chúng ta cũng cần phải phải học hết 84.000 pháp môn đó. Bây giờ quý vị thấy rằng để đạt đến cái tầng thánh thấp nhất là tu đầu quần thì phải diệt trừ được cái gì? Thân kiến. Mà muốn diệt trừ được thân kiến á thì phải có những cái pháp nào tạo thành cái nhân để đưa đến cái quả là diệt trừ cái thân kiến. Thì quý vị học vừa đủ trong trong cái đó. Rồi thứ hai là hoài nghi. À, thì cần phải học, phải hiểu biết những gì à tạo thành cái nhân để đưa đến cái quả là diệt trừ hoài nghi, diệt trừ về hoài nghi về Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, hoài nghi về nghiệp báo. Hả? Chứ mình không cần phải 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 học hết, cũng không cần phải hành hết. À, rồi cái gì thứ ba là gì? Giới cấm thủ. Thì mình cần phải học những gì, hiểu biết những gì để tạo nhân, để đưa đến cái quả là diệt trừ vào cái sự chấp thủ những cái phương pháp sai lầm. Đó, vậy thôi. À, chứ mình đừng có phiến diện. À, chính sư lúc mà học ở bên Miến Điện, các cái vị thiền sư người ta vẫn học, hàng tháng vẫn lên tụng giới bổ, à, vẫn học kinh học pháp như thường. Tại vì nếu mà chúng ta bỏ mà không học kinh học pháp á, thì làm sao có được cái tri kiến, cái nhận thức, cái trí văn. Không có trí văn thì làm sao đưa tới trí tu. Đó, thành ra đó, văn tư tu là nó đều phải có cái sự liên hệ mật thiết nhau, nhân quả, nhân quả, giới định tuệ, nó cũng có sự hỗ tương, nâng đỡ nhau, nhân quả, nhân quả. À, chứ chúng ta không nên phiến diện. Thì quý vị thấy rằng á, ngay trong thời kỳ Đức Phật còn hiện tiền, nó đã xảy ra rồi. À, cái nhóm mà tỳ khu mà thọ trì về luật á, thì chê bên mấy ông thọ trì kinh. Rồi mà ông bên mấy ông trì kinh thì chê thọ trì luật, cho nên mới xảy ra Đức Phật đứng ra giảng dạy mà mấy ông nhiều quá chấp thủ, ông không nghe. Cho nên là Đức Phật phải đi vô rừng nhập hạ, trong rừng với một hạ đó. Quý vị thấy không? Thành ra đó, chúng ta phải hiểu biết cái lời Đức Phật dạy, đi trên cái con đường trung đạo. Khi mà chấp vào một cái gì là chúng ta rơi vào biên kiến rồi. À, chúng ta chấp vô, sư đã nghe nhiều vị, à, thôi tôi già cả lớn tuổi rồi, giờ tôi không học kinh học luật gì đó, giờ tôi đi vào pháp hành. Nếu không học làm sao biết lấy cái gì hành. À, rồi mấy ông vị còn trẻ, à, thì ỷ vào cái trí tuệ còn sáng suốt, học kinh học di diệu pháp, học tùm lum, mà hành thì không hành thì nó cũng uổng phí. Cho nên hai pháp
học và hành nó phải đi song đôi nha. À, quý vị thấy rằng tất cả trong 423 câu pháp cú, trong đó nó chứa đựng cả về giới, cả về định, cả về tuệ. Học hành đều đi song đôi nha. À, cho nên á, khi mà những vị nào mà có cái chấp thủ như vậy, nó còn phiến diện, cái tầm nhìn á, nó còn hạn hẹp, nó chưa bao quát được. Nghe, thành ra đó, chúng ta phải hiểu biết cái lời dạy của Đức Phật. À, nhưng mà ở trong kinh á, quý vị thấy rằng giống như những cái câu chuyện trích dẫn ở trong Pháp Cú Kinh hay là trong Tạng Kinh. À, quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật dạy cho năm vị Kiều Trần Như cái bài pháp đầu tiên là cái bài Kinh Chuyển Pháp Luân. À, thì Đức Phật chỉ đề cập tới gì? Đề cập tới chân lý tứ diệu đế. À, khổ tập diệt đạo. À, rồi bài kinh kế tiếp là bài kinh vô ngã tướng. Tại vì những vị này trong quá khứ người ta đã từng học đầy đủ rồi, bây giờ chỉ cần khơi gợi những cái này lên thì mấy vị này sẽ đạt đến thánh đạo thánh quả và đạt đến tứ đạo tứ quả, a la hán đạo a la hán quả. À, cho nên á, chúng ta đừng phiến diện. À, rồi ví dụ có những vị à quá khứ người ta đã từng học cái môn học đó nhiều rồi, cho nên bây giờ người ta học những cái mới. À, cho nên nói là bây giờ thôi, à, tôi học cái này chứ không có học cái khác. À, mình đừng có nghe mình chạy theo. Ví dụ như cái người mà người ta đã học bản toán nhân, hay là mình gọi bằng cái danh từ thông thường là bản cửu chương á, muốn làm được toán nhân toán chia là phải thuộc bản cửu chương. Không, bây giờ cái anh này á, ảnh đã học trước rồi, ảnh học thuộc bản cửu chương rồi, giờ vô học làm toán nhân làm chia. Cái trước khi mà học làm toán nhân chia, ông thầy cũng bắt học bản cửu chương, nhưng mà anh này á, ảnh đã ở nhà ảnh đã học trước rồi. Cái mình ngồi kế bên cái ông thầy thì dạy bản cửu chương, anh này anh thuộc rồi, anh nói chứ thôi tao không học cửu chương, tao không học bản cửu chương mà tao vẫn làm toán nhân cũng chia được. Mình đừng nghe sai lầm, mình tưởng là không học cửu chương cũng làm toán nhân cũng chia được, nhưng mà ảnh đã học trước rồi, còn mình chưa học, bây giờ mình phải học, mình phải học thì mình mới làm được à toán nhân toán chia, thấy không? Đó, cái vị này quá khứ cũng đã từng học những cái môn khác rồi, cho nên bây giờ trên cái đời sống hiện tại này đó, vị này thấy ôi mấy cái bài này không cần học, à mình giờ không này, à cái vị này quá khứ có thể là cũng đã học rồi, cũng có hành rồi, cho nên bây giờ nói thôi giờ hành chứ không học. Nghe không? Rồi mình cứ ấy. Bởi vậy á, mình phải suy xét phản tỉnh để mình biết mình cần cái gì, chứ không phải mình chạy theo cái xu hướng ở bên ngoài. À, cái người bệnh á, mặc dù đi đến ông bác sĩ ông khám á, nhưng mà bác sĩ chưa chắc cho cái kết quả đúng nhất. Tự mình trong đời sống mình phải phản tỉnh, mình xem xét à cái bệnh mình xảy ra là từ đâu, à do thức ăn hay là do thời tiết hay là do tứ đại bất hòa,
nha. Ông bác sĩ, ông thầy thuốc là ổng định bệnh trên cái tính chất chung, nha. Nhưng mỗi bệnh nhân, mỗi cái thể tạng, mỗi cái người đó, nó khác nhau. Có người cũng cái biểu hiện đau ngay cái bụng, nhưng mà đâu phải là ai cũng uống thuốc trị đau bụng tiêu chảy là hết đâu. Đau bụng như bị gì, đường ruột, bao tử, gan mật gì đó, chứ không phải là ai cũng là uống cái thuốc đau bụng chung đó là hết được. Thành ra những cái vị như ta nói, nhưng mà mình phải dùng trí tuệ, mình suy xét, mình biết à, để mình trang bị những cái kiến thức nào, những cái pháp nào à, để đem đến cái lợi ích. Còn cái việc của người ta, anh ta à, ta uống, ta bệnh cũng đau bụng, ta uống thuốc này hết rồi, ta biểu mình uống thuốc này, mình nghe lời uống là uống hoài cũng không hết. Tại sao? Tại vì cái bệnh của người ta, cái thể tạng của người ta nó khác à, cái nguồn gốc bệnh của người ta nó khác. Còn cái thể tạng mình khác, cái nguồn gốc bệnh nó khác, mà uống theo lời cái dạy, cái lời thuốc của nó là không có đúng. Ngay cả khi mà Đức Phật giảng dạy 84.000 pháp môn cũng vậy, Ngài đưa ra một cái bản quy tắc, một định luật, nhưng mà đâu phải ai cũng học hết 84.000 pháp môn đâu. Nha, quý vị muốn học một lòng hết 84.000 pháp môn thì phải có cái chí nguyện là Tam Tạng Pháp Sư à, thì đào luyện cái trí tuệ cho thật nhiều, tạo ba la mật về phước trí cho nhiều, thì quý vị sẽ học hết 84.000 pháp môn. Nhưng quý vị nhớ rằng có những vị thông thuộc Tam Tạng nhưng mà chưa phải đạt được thánh đạo thánh quả à. Cho nên chúng ta phải hiểu à, bây giờ mặc dù các vị đó có nói gì nói, nhưng mình phải tự phản tỉnh, mình suy xét à, để mình thấy được cái lời dạy của Đức Phật, và mình phải biết được bản thân mình đang đứng ở đâu, đang học lớp mấy à, đang học mẫu giáo dở lòng hay là lớp 1, lớp 2, lớp 3 gì đó. Chứ đừng nghe người ta đang học lớp 4 người ta suối ơi, đi học vô học lớp 1 thì chi cho mất công, bây giờ mình là theo tao mình lên mình học lớp 4 đi. Rồi mình nghe vậy mình muốn học cho nó cao, mình nhảy lên tuốt lên kia mình học thì nó bị hỏng cái căn bản ở dưới này à. Thành ra đó, người ta có nói, người ta rủ mình hình học lớp 4, lớp 5, mình nó khoan, tôi chưa học mẫu giáo, tôi chưa học lớp 1, sao lên lớp 4, lớp 5 học được. Đó, thành ra mình phải biết, mình phải biết cái kiến thức về Phật Pháp mình ở cái mức độ nào để mình bổ túc, à, để mình tạo cái căn bản, cái nền tảng. Thì khi mà nền tảng có vững chắc thì chúng ta mới tiếp tục những cái bước cao hơn. Học pháp cũng vậy à, mình phải biết những cái pháp nào nó là căn bản, nó là nền tảng à, để từng bước chúng ta đi lên. Đừng có ngó cao quá rồi dấp té, mà cũng đừng có luôn luôn mà chăm chú hoài ở dưới đất không thấy cảnh xung quanh. Nào, mình đi trên bước đường, mình đi cẩn thận à, nhìn ngó để tránh được những cái chông gai ở dưới, nhưng mà mình cũng nhìn quan sát xung quanh à, mình cứ cắm cúi mình sợ dốc ngã mà mình không thấy xung quanh những cái cây cối nào nó cản trở à, phía trước mặt ở trên đầu mình, hiện hồi mình cũng bị dướng, mình cũng té như thường. Cho nên á, trên bước đường tu tập
phải nhìn gần, nhìn xa, hiểu biết được mình và hiểu biết được các pháp nào mà mình cần thiết, cần phải trang bị. Giống như người thợ đó, cái công việc của tôi là thợ mộc, tôi đóng tủ bàn ghế thì tôi phải cần có những cái công cụ nào, những dụng cụ nào để tôi làm được cái việc này. Anh thợ hồ, bây giờ tôi làm nghề thợ hồ, xây tường, xây này kia đó, bây giờ phải có những cái dụng cụ nào, những công cụ nào mà trang bị để làm được cái công việc này, đúng không? Quý Như thì làm dược sĩ thì phải biết được cái thuốc này là loại thuốc này nè, trong cái nhóm thuốc này nè, nó trị về cái gì, tim gan phèo phổi thận rồi gì đó, đúng không? Mình phải nhận thức được từng nhóm, thì mình phải học cái gì, học về cái tính dược, cái bản mà gọi là các cái chất mà để nó tổng hợp thành cái loại thuốc đó, ha. Hay là Huynh Minh Tâm làm cái nghề neo thì phải có gì, phải có cái đồ cắt móng tay, phải có kìm bấm, rồi phải có sơn, có gì đó đó, thì mỗi người nó khác nhau, chứ giờ Huynh Minh Tâm nói con như thôi học ba chi đồ quá chất rồi đó, mất công đó. Giờ sắm kèm, sắm đồ bấm móng tay rồi này kia, dũa rồi này kia nọ, rồi Nguyên Như theo cái đó thì đâu có làm được cái nghề của mình. Rồi Nguyên Như nói thôi ông làm ba cái nghề đó không có tiền gì hết, theo tôi nè, học nghề quá chất rồi tính dược của thuốc thế này thế kia nọ. Thành ra đó mỗi người đó, họ nói trên cái khía cạnh của mình thấy, chứ họ không thấy được cái bao quát rộng hơn. Cho nên á, trong bài kinh Đức Phật đã thấy trước rồi, Đức Phật mới nói cái vấn đề mà người mù xem voi đó. Thành ra chúng ta phải biết để chúng ta có cái bao quát rộng rãi hơn. Chính vì chúng ta học kinh, học trong phần chánh kinh, rồi sao? Chúng ta phải xem qua cái phần chú giải. Mà không phải mình xem qua phần chú giải mình tin liền. Tại vì á, các vị chú giải theo cái đó, nhưng mà mình xem chú giải rồi mình phải so sánh lại nữa. Mình phải dùng trí tuệ mình suy xét để mình thấy cái vị này nó chú giải như vậy nhưng mà nó có đúng tính chất không. Thành ra đó, cái học nhiều hiểu rộng ở đây á, là mình phải hiểu như vậy. Mình hiểu theo chánh kinh, rồi mình xem chú giải, rồi mình suy xét lại theo tuệ để mình thấy được. Nếu còn mình chỉ mà nghe một phía rồi thì đó là phiến diện, đó là biên kiến, đó là cực đoan, không đi đúng theo cái con đường trung đạo của Đức Phật. Cũng xin giải đáp và chia sẻ với Nguyên Như Đồ Điều. Chúc Nguyên Như, chúc cô Niệm Tư và Huynh Minh Tâm nhiều sức khỏe an vui, và kính chúc đạo tràng được nhiều sức khỏe an vui, tu học tiến bộ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Thanh Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin kính tri ân sư Pháp Thanh đã cho chúng con những cái câu trả lời rất là quý báu. Sư con càng nghe sư giảng con càng thấy khó. Tự vì mỗi người của chúng con thì đều có những cái nghiệp riêng của mình, mỗi người đều nó có những cái thành kiến chấp nhất, khó có mà nó đã thông, giống gọi là đã thông kinh quyệt, giống như sư nói. Tại vì nếu mà mình đã thông hết rồi, chắc tụi con cũng đắc từ cái đời nào rồi sư. Thành ra bây giờ nó cứ tham sân si, nó lẫn quẩn, nó bà con với nhau mà mỗi người có một tánh. Thành ra học thì học, nhưng mà con thấy nó cũng khó lắm bạch sư.
Nhưng mà tụi con là sẽ rất là cố gắng. Sư thấy tụi con leo vô cái lớp này ngồi học là đã biết rất là cố gắng rồi, coi như là cũng được điểm bonus đúng không sư? Dạ con thấy cô Kim đang giơ bàn tay xinh đẹp của mình, dạ con xin nhường mic lại cho cô ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Trước hết con xin cảm ơn sư đã cho cái bài thuyết giảng này. Cái thứ hai là cô sư, nhất là sư trả lời những câu hỏi mà mặc dù ngoài cái đề tài này sư vẫn trả lời, thì con thấy sư trả lời cũng nhiều, cũng đầy đủ rồi. Con chỉ lên muốn chia sẻ những gì mà con hiểu biết. Khi con đã học vài năm trong Phật pháp này về Phật giáo Nam truyền, cũng như con qua bài Kinh Tương Bộ Kinh này, cái phẩm số 10 này Samathi, Samithi không? Đúng rồi, Samithi. Thì con chia sẻ ý nghĩ của con nói như vậy. Cái bài này rất là dài, nó tới 23 đoạn như là sư đã post lên, nhưng vòng 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 lắm. Cái bài này rất, con nghĩ rằng rất quan trọng. Đức Phật muốn nhấn mạnh một cái điều mà tất cả chúng sanh, người mà có tư tưởng muốn học pháp đều phải biết hết. Những cái chữ mà thứ nhất ngài hay nhấn mạnh trong trong cái câu bài này á, thì là tuổi trẻ mới xuất gia, tóc còn đen nhánh, tuổi cho tuổi thanh xuân, tức là trong cái người này, trong cái hạng người thời trẻ này. Rồi cái câu mà đánh động vô cho tâm trí là hỏi như thế nào thuộc về hiện tại là pháp này, chứ là cái pháp này là thế nào là pháp hiện tại. Cái câu này mới là khó à, pháp hiện tại, pháp quá khứ, pháp tương lai, pháp gì, phải biết cái pháp hiện tại là pháp gì. Nhưng trong con nghe sư trả lời về những câu hỏi của cô Nguyên Như là có nhiều vị sư nói nên học pháp hành, phải có nhiều vị sư nói không có pháp học thì hành làm sao mà hiểu được, thì đại khái giống như vậy. Thì con thấy sư trả lời rất là hay, tại vì pháp học và pháp hành nó đều cần hết. Có những vị lớn tuổi mà sư đã đề cập là nói tôi già rồi tôi không nhớ gì hết trơn, bắt tôi học pháp pháp học có nhất là vi diệu pháp tôi điên lên, cái đầu tôi gồng 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 lên không hiểu. Hô tôi làm pháp hành thôi. Thì chúng sanh mỗi người mỗi nghiệp có những cái trí tuệ riêng biệt của họ, giống như Đức Phật khi mà ngài đã đắc đạo rồi, ngài nhìn vô họ, ngài thấy cái pháp của ngài rất là khó, ngài muốn nhập niết bàn luôn, không có muốn để. Thì Phạm Thiên đã chạy xuống để mà thỉnh cầu, nói là chúng sanh có nhiều loại như là bông sen, có thứ mà nó còn ở dưới bùn, có thứ nó vừa mới nhố lên, có thứ đã nhố lên, tức là trí tuệ của chúng sanh nó cũng có nhiều loại, từng cấp bậc, thì xin ngài hãy từ bi mà hãy giảng giải. Thì đối gì đối trong kinh thì nói như vậy, nhưng thật ra trong cái niệm lực á, thì Đức Phật là đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp 30 A Tăng Kỳ để làm một bậc chánh đẳng chánh giác, ngài không thể mà đắc đạo rồi rồi nhập niết bàn luôn, không có vậy. Nhưng cái đó là vấn đề ngài phải chờ có một người để nói ngài, để ngài mới thuyết giảng, đã thuyết giảng cho chúng sanh, để hỗ trợ cho chúng sanh. Thì cái đó là cái việc ngài phải làm, tức là ngài không có vô ngã mà vậy, những gì vô trợ, ngài chỉ là hỗ trợ thôi, tức là phải chờ giống như vậy. Thì cũng là một cách. Thì đối những người mà người ta tự biết rằng người ta học vi diệu pháp, người ta học những pháp học đó thì khó nhớ, nhưng mà ngồi pháp hành, người ta ngồi người ta hành thiền vô, người ta ngồi gom một chỗ để tâm của người ta đừng phóng dật, như vậy cũng là một cách tu hành. Còn một lúc đối với con cái đó một lúc đỡ hơn là bù, giống như là một lúc thì vẫn hơn cái thằng không có lúc nào, chẳng hạn như vậy. Thì con nghĩ vậy, nhưng mà họ không biết diễn đạt như thế nào, họ cứ nói như vậy để khỏi mít lòng. Nhưng thật ra câu sư trả lời rất là chính xác, phải cần có cả pháp học chứ pháp hành luôn. Như cái trong cái kinh Tương Ưng Bộ Kinh này, cái dạy thọn giống như vậy nè, thì chỉ nhấn mạnh là con người còn trẻ tuổi thì tóc còn đen nhánh, tức là sinh lực còn nhiều, rất dễ bị cám dỗ ở ngoài đời. Tại vì người ta cứ mình vô trong chùa thì mình vô ham mình tu hành, và người ta nói
Trời ơi, nó là ông thầy chùa, nó chưa làm thầy chùa mà giống ông tu vậy. Tối ngày nó gúp trong nhà không không làm gì trơn á, kiến nó cũng không dám giết nữa, nó ngồi đọc sách hoài. Trời ơi, nhìn nó ta chán muốn chết luôn vậy. À, thanh niên như nó chắc quốc gia ai cũng vậy, chắc mai mốt có nước nhà có chuyện gì chắc bó tay luôn chẳng hạn như vậy. Nhưng mà tu không phải dễ. Quý vị cứ nói rằng chê trách người ta như ông thầy tu không dám làm gì hết, nhưng quý vị thử tu đi, quý vị có tu được không? Không có tu dễ được đâu, có rất nhiều cám dỗ. Khi mà cái tánh của con người chúng sanh thì thích làm theo cái tánh ý, cái ego của nó, cái bản chất bản ngã là vô minh giải dục, tức là nó dẫn dắt đi không thể nào mà cản trở được. Nó làm nhiều cái gọi là attract điểm, tức là những cái hấp dẫn ở ngoài đời không thể mà dừng được, như là ăn món ăn chỗ này ăn chỗ kia, có người ăn thì muốn chỗ này ngon hơn rồi làm cái này nhiều cái kia. Thì cái văn minh kỹ thuật ngày hôm nay thì nó cũng theo nhu cầu của con người đòi hỏi. Mỗi năm iPhone này gọi là iPhone 9, iPhone 10, iPhone 11 nó tốt hơn iPhone kia, là iPhone 11 là nó chụp hình được băng đen, nó cũng có những cái feature là khác, nó mà cái trước mà không có, cái 10 nó không có chẳng hạn như vậy. Thì lúc trước là tivi vậy đen trắng, rồi giờ tivi màu phải có màu đỏ hơn, rồi bự hơn, rồi bự quá cồng kềnh quá làm mỏng như tờ giấy vậy, tùm lum tùm đa. Cứ mỗi ngày tiến theo như đó thì có phải chúng ta cuốn theo ái dục không? Xin lỗi quý vị nha, từ giờ nói nhiều quá không biết quý vị có nghe được không. Không thấy ai nói năng gì hết trơn, lâu lâu bỏ cho biết khi mà nó bị rớt đài thì cho biết, tại vì khi tôi nói là tôi không có dòm gì hết trơn á, tôi nhắm mắt tôi nghĩ cái gì trong cái đầu tôi thì tôi nói ra, tôi không có chuẩn bị bài vở chỉ mất gì hết trơn á, tôi nghĩ gì tôi nói đó. Xin cho Mít hả? Minh Tâm muốn lên nói hả? Đúng không? Minh Tâm muốn cho nói thì cho lên nói nha. Để tôi nói thêm cái nó gần xong rồi, tới nửa tiếng còn nửa tiếng nói thêm chưa cho xong đi hả? Thì trong cái này mặc dù là tạng kinh, trong cái kinh mà tương kinh này thì Đức Phật vẫn dùng ví dụ pháp giảng trong đây hết. Chứ có cái câu những mà Đức Phật nói trong đây mà tôi đã highlight sẵn khi mà đọc. Ok, trong cái câu như là Thế Tôn nói bằng thắng hay thua ta, tức là có sự so sánh, có sự ngã mạn trong đó. Nghĩ vậy đấu tranh khởi, tức là có cái sự hơn thua thì người ta phải nghĩ đấu tranh lên, tính chữ đấu tranh, mà người ta muốn hơn thua là người ta phải dùng những mọi cách để mà hơn cái đó. Cả ba không dao động, nếu ba cái này mà không dao động, tức là đã cái trung đạo, không có bằng, không có thắng, không có hơn, tức là không có ngã mạn thì mới làm giống vậy. Rồi cái chú phẩm ở chỗ khúc 22, hãy từ bỏ tính toán, không chạy theo hư tưởng. Hư tưởng là những cái tưởng tượng không không có đúng, không có đúng sự thật là sai, tức là không đừng có lên theo cái tưởng tượng tưởng voi đó, mà nên phải có tưởng tuệ tri hơn là tưởng tri, giống như vậy. Từ bỏ tham ái, tức là từ bỏ cái ái dục đi. Rồi đối với danh sắc ở đời, ngài cũng nói danh sắc chứ, ngài ngài đâu có nói về thân xác hay cái tâm đâu, ngài nói danh sắc. Những cái chữ này đều là trong diệu pháp hết. Khi mà hiểu được những cái chữ mà danh sắc đoạn ấy, đoạn vị ấy, đoạn phi truyền phược, không lo âu không ái, không lo âu không ái sắc, tức là có tâm xả rồi. Chư thiên và loài người, đời này và đời sau, đời hiện tại và đời tương lai thì nó cũng giống như vậy. Ở cảnh giới chư thiên hay mọi chúng sứ thì tìm cầu không gặp những cái người này giống như vậy đâu, đâu có dễ tu giống như vậy. Rồi Đức Phật nói, rồi Đức Phật cái câu cái đoạn cuối cùng là 23, Đức Phật cũng nói khắp thế giới chớ làm điều ác thân miệng ý, đó là về thân khẩu thân lợi ý, tức là thập thiện rồi. Từ bỏ mọi tham ái ái dục, chánh niệm tỉnh giác, có phải là tu thiền Vipassana phải cần chánh niệm tỉnh giác không? Không khổ ép sát, vô bổ không lợi ích, tức là ép sát để làm cái gì? Ngài kêu là trung đạo,
hiểu được những mỗi này, những điều này mới là quan trọng. Những cái câu nhất là làm sao hiểu được cái pháp hiện tại. Cái pháp hiện tại là như thế nào? Cái pháp hiện tại đó là cái pháp không bị chi phối bởi thời gian. Khi mà con người ta đó rất dễ bị chi phối do cái pháp và cái lực, pháp nào lực gì, đó là pháp sanh diệt, lực gì là lực vô thường, là vô, chứ là vô thường, đau khổ, vô ngã. Tại vì con người ta không có kiểm soát được các pháp. Các pháp nó là vô ngã, nó đến lúc nào và nó đi lúc nào không ai biết. Mọi người đều cứ nghĩ rằng mình sẽ trẻ mãi không già, mình sẽ khỏe mãi không bao giờ bệnh, mình sẽ mạnh giỏi hoài không bao giờ bị bệnh, và trong gia tộc của mình lúc nào cũng thịnh vượng, không bao giờ sụp đổ. Thì quý vị thấy bây giờ hiện tại Trung Quốc nó tưởng là nó ngon lắm, bây giờ nó phải tóm gọn nó hết, thấy nó sụp đổ. Nước Việt Nam trước năm 75 bị Việt Cộng vô thì những quan chức rắc lại, sau sau Việt Cộng vô bị học tập cải tạo, bây giờ Việt Cộng lên nằm quyền bị là cả nước ai cũng ghét hết, dân trong nước cũng ghét hết, đồ xạo đủ thứ hết. Nó là thay đổi, không bao giờ nó tồn tại hết, nó là vô thường. Và con người ta thì không có biết, mấy người đàn bà họ không hiểu rằng cái pháp nó vô thường. Năm nay ông chồng thương mình, vài năm sau ông chồng không thương mình, họ cứ tưởng tại họ không 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 còn trẻ đẹp như lúc trước nữa. Đâu phải, có những gia đình, có những gia đình người ta già già cả, hai người ta vẫn thương nhau. Họ cứ nghĩ rằng họ đi sửa sắc đẹp, họ sẽ trẻ mãi rồi ông chồng vẫn thương. Nhưng cái duyên của họ được ông chồng thương tới đó là hết rồi. Có dù họ sửa cách mấy, cái nhân duyên của họ cũng không còn tồn tại. Bởi khi mà nó đến đường mà không còn cứu vãn được, họ rất thấy là đau khổ. Tại sao? Tại vì họ không biết được pháp và lực, lực sanh diệt, lực vô thường, lực vô ngã. Tại vì họ không kiểm soát được, họ mới đau khổ. Vậy rồi, đại khái là như vậy. Tức là mặc dù là kinh tạng kinh nhưng Đức Phật vẫn dùng diệu pháp giảng trong đây, mà hiểu được những cái điều này mới là top, à mới là tốt. Vậy thôi, con cũng xin chia sẻ tới đây thôi, tại có sư Huynh Minh Tâm muốn lên nói thì con cũng xin chấm dứt tại đây. Và con xin cảm ơn quý vị đã thời gian đã nghe mà không có post lên chửi tùm lum tùm la nữa. Và nếu có gì mà lầm lỗi xin quý vị chỉ dạy ha. Dạ xin sám hối. Xin chúc quý vị một cái này, bữa nay là bên Mỹ là ngày này là nuôi Christmas Eve, ngày mai mới là Christmas Day, thì chúc quý vị cũng có Giáng sinh vui vẻ, thân tăng đường an lạc. Dạ xin trả máy rồi ạ. Mời Quỳnh Minh Tâm lên nha. Dạ, sa thú cô Kim. Dạ, nhân trong lúc cô Kim chia sẻ, có nói một cái câu, mà cái câu này trên mạng cũng rất là nhiều vị thầy cũng nói, tức là nói rằng là quý vị có dám đi tu hay không? Đây là một cái câu mà quý vị thấy lúc này cũng sôi nổi sau mấy cái vụ mà cái ông thầy không có đâu như cả 300-400 triệu, 300-400 tỷ gì đó, ông xin giữ tài sản 400 tỷ. Thì có nhiều vị nói rằng là quý vị có dám đi tu không? Mà quý vị nói thì ở đây nãy cô Kim cũng có nói cái câu đó. Ở đây Minh Tâm cũng xin chia sẻ một cái ý nhỏ nhỏ của mình. Ý nhỏ nhỏ của mình, thật sự ra thì đừng nghĩ rằng người Phật tử người ta sợ đi tu đâu. Người ta không có ngán đâu. Quý vị đừng tưởng rằng quý vị là cái người mà cạo đầu thì nói thiệt quý vị đừng quan tâm buồn buồn cạo bài à, có gì quan trọng đâu. Quý vị nghĩ rằng là quấn cái y thì thật sự ra nó cũng rất là bình thường. Không phải mình quấn y là khó đâu, hoặc là mình cạo đầu là khó đâu. Nhưng mà nhiều người Phật tử người ta không có dám xuất gia đó, là tại vì người ta không muốn rớt vào những cái hạng mà xuất gia vì danh lợi, và xuất gia vì trốn nợ, dứt xa xuất gia vì những cái ở ngoài đời mà không có nghề ngỗng đó, vô đó kiếm cơm và vân vân. Người ta chờ khi nào đủ duyên người ta xuất gia để giải thoát. Nhưng có nhiều vị thầy thì lên thuyết giảng là cứ thách thức người tự có dám xuất gia hay không. Dạ xin tôi dám, xuất gia mà có vài trăm tỷ sao không dám. Nhưng vì tại sao người ta không xuất gia là vì người ta sợ nhân quả. Vì nên nhớ như vậy. Có rất là nhiều người cứ thách thức để xin tư Minh Tâm dư sức để dám xuất gia, nhưng mà Minh Tâm không dám là sao?
bởi vì chưa đủ khả năng để xuất gia mong cầu giải thoát. Nó khổ lắm quý vị, chưa đủ, cho nên mình sợ mắc nợ, mình không dám xuất gia. Phải quý vị biết rằng trong cuộc đời của Minh Tâm đó, sống 50 năm, và xin thưa rằng ai cho Minh Tâm trái cà, Minh Tâm cũng mang ơn luôn quý vị. Thật sự mà nói, ai cho Minh Tâm gối xôi, Minh Tâm cũng mang ơn luôn quý vị. Mà quý vị biết rằng giàu trong đó tu đó, thì cái gì người ta cũng cho mình cả. Mà mình không lo tu đó, thì xin thưa quý vị, mỏi mà ngồi mà suy tư, Minh Tâm cũng đủ chết nữa. Thì mang ơn nhiều quá lấy đi mà trả, anh không hiểu như vậy. Chứ còn nếu mà nói rằng là xuất gia để mà khi mà hoàn tục thì có 3-4 trăm tỷ thì ôi trời ơi, rất bao nhiêu người ta sẽ làm. Bởi vì xuất gia có gì khổ đâu, quý vị đưa ra đi, trong thời buổi bây giờ xuất gia cái gì khổ đâu. Đi thì đi xa hơi, ăn ăn trên ngồi trước, cái gì cũng ngon cả. Ao vậy đâu, nhưng mà những người ta không dám như vậy là vì người ta sợ nghiệp, người ta có chút tin nhân quả, không dám nói nhiều, nhưng mà ta có chút tin nhân quả, người ta ngán, người ta sợ. Cho nên có nhiều vị lên thuyết giảng người hỏi ủa gì có dám không, ủa gì cứ nói như vậy. Xin thưa dạ dám mà, nhưng mà không, nhưng mà càng cái nó có nhân quả, chứ nếu không có nhân quả thì xin thưa là xuất gia cho nó sướng. Hỏi quý vị một cái điều như vậy luôn. Nhưng mà tại vì người ta có tàm có quý, người ta không có muốn vào đó ngồi không, để mà chìa tay kiếm cơm, quý vị phải hiểu như vậy. Có nhiều người mà cứ thách thức xin lỗi vậy cạo đầu chuyện nhỏ. Quý vị nào bữa nào cũng chơi cái game cạo đầu Minh Tâm, quý vị cạo tới đâu Minh Tâm cạo tới đó. Xin thưa chuyện nhỏ, cái gì đâu khó khăn đâu. Đừng mang những cái chuyện đó ra để mà thách thức người Phật tử. Và đề tài này rất là nhiều. Ngay cô Kim cũng vừa lên nói câu là quý vị có dám xuất gia hay không. Người ta không dám, xuất gia có gì đâu. Nhưng mà người ta sợ nhất là rớt vào năm hạng kia đó, thì người ta đi thẳng, đi thẳng địa ngục, người ta không dám quý vị. Thì Minh Tâm xin chia sẻ trong cái điều mà cô Kim vừa nói là quý vị có giáo xuất gia hay không. Thì xin thưa, nếu mà quý vị nào có cái cảm nghĩ rằng là người Phật tử không dám xuất gia, xin thưa, tại vì những người đó người ta có tàm quý, người ta không dám xuất gia thôi. Bởi vì người ta sợ rớt vào năm cái hạng kia đó, nó kẹt lắm quý vị ơi, rất là kẹt nha. Cho nên là thà là Minh Tâm nhớ Sư Lữ Tông lúc mà mới vào rung, như sư nói sư mà có ấy, sư thà là lột y để sư làm cu ly, sư kiếm cơm. Một cái câu mà Minh Tâm nhớ sư dùng cái từ cu ly cũng đều rất là hay quý vị. Cho nên Minh Tâm thà làm cu ly không dám vào. Nếu mà vào đó thì biết sao, phải giữ cho nó đàng hoàng quý vị, nó khó lắm. Một bước mình đi người ta cúi đầu người ta lại quý vị, ví dụ bây giờ thấy chứ. Là Minh Tâm đã xuất gia 10 ngày rồi, nó thấy bao nhiêu người, có những người rất là lớn người ta lại mình đó quý vị, tại vì mình bận cái y đó, quý vị thấy không? Cho nên quý vị thấy rằng nếu mà xuất gia là rất là sợ. Nếu mà thật sự khi nào Minh Tâm đủ bản lãnh để xuất gia mà mong cầu giải thoát thì xin thưa quý vị, Minh Tâm sẽ xuất gia. Còn xuất gia mà để mong cầu mà 300 tỷ đó thì thôi, không ngoài đời Minh Tâm làm cũng được, không cần xuất gia để mong cầu 300 tỷ đó. Quý vị thấy, thử ra đang muốn chia sẻ ở cái điểm đó, bởi vì cái trào lưu bây giờ rất nhiều người nghe trên YouTube rồi hay truyền bá cái câu là quý vị có dám xuất gia hay không. Cái câu này thì mình phải hỏi cho rõ là xuất gia để giải thoát. Chứ còn xuất gia nó có nhiều hạng lắm, dạ dám sao không dám, dạ mai em sợ nhân quả. Chứ còn không sợ nhân quả thì lỗi quý vị, xuất gia sướng dữ lắm, nó thật quý vị đó, dạ sướng lắm. Mà có cái người ta sợ nhân quả là không dám làm. Thì xin chia sẻ riêng một cái điểm Phật tử dám xuất gia hay không. Và một mong rằng những vị nào mà thường thuyết giảng với người khác đừng xách câu này ra để thách Phật tử. Cái câu này là mình phải nói cho nó rõ, quý vị có dám xuất gia để mong cầu giải thoát hay không. Cái này thì đúng là Phật tử không dám, chứ còn mà xuất gia mà để kiếm vài trăm tỷ thì sao mà ngu, sao mà không làm. Chẳng qua ta sợ nhân quả là không làm thôi. Bây giờ hút mấy trăm tỷ muốn trả không nổi. Thì xin chia sẻ riêng với cô Kim và đạo tràng ở cái điểm đó. Dạ con xin lâu xuống. Hello, cảm ơn quý Minh Tâm. Thật ra tôi không có
Có nghĩ ra đến cái điều đó. Tại vì tôi không có nghe mấy cái YouTube bắt dịch đó, tôi không để ý. Ý tôi muốn nói là mình học về, mình ở Mỹ ít, tôi đâu có về Việt Nam nhiều, mà tôi cũng ít nghe trong mấy cái túc xã hội chứ đó, thì tôi không có biết nhiều cái đó. Nhưng mà ý tôi nói là khi mà đối với bên mấy phái mà Nam truyền, nhất là mấy mấy nước mà Phật giáo là quốc giáo, như là Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, bên đó người ta có cái giáo hội của Phật giáo rất là mạnh. Mấy ông sư mà làm ba trợn á, là giáo hội người ta xuống là làm việc liền đó, lột áo ra, hay là nếu mà cãi lời là bắt bỏ vô tù liền đó, là không dễ đâu. Còn bên Việt Nam á, xã hội chủ nghĩa đó hả, Nam mô tôi sẽ xin bó toàn thân à, không dám bó tay luôn á, không dám nói tới à. Nhất là bên đó là lộng hành dễ sợ lắm, nhất là bên pháo Bắc Tông hả. Thôi tôi thấy đọc kinh tinh á, cái ông Thích Thanh Từ, anh Thích Nhật Từ nào đó xin 2.000 chữ ký hội đoàn của bên kéo một đống Phật giáo Bắc Tông ra để xin tội cho Phạm Phạm Sức Vũ chỉ bắt gì đó, ăn hối lộ gì đó. Thôi đi, mau thôi cho tôi xin đi, tôi không có dám đụng tới đâu. Ý tôi nói là có sức sức thức đi tu đó, tức là thực sự mà đi tu đó, biết nghiệp quả mà ăn uống tham khổ, đi khuất thực là không hưởng thụ đó, mới 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 nói tới đó. Chứ tu bà trợn đó thôi, thiếu gì cạo đầu đi tu tu vô đó, mặc áo cà sa để mà làm chuyện bậy bạ, nghĩ đầu óc lung tung trong đó đó, thôi miễn bàn đi. Quy Minh Tâm ơi, lần sau tôi sẽ nhớ là có dám đi tu không, ý là mình đi tu cho thật sự đó, chứ mà đi tu mà giống như mấy ông kia mà nói thấp đó, thôi vậy tôi cũng nhớ đó, biết là cảm ơn Quy Minh Tâm nha. Với cái đó là ghê lắm, mấy cái đó là họ không có biết tội dạ, họ không biết cái sự đau khổ nhiều đời nhiều sao đâu. Thôi Quỳnh Minh Tâm muốn nói thêm á, hay nói thêm đi. Ý là tôi cần Quỳnh Minh Tâm cho điều đó. Thật ra tôi không hiểu cái điều đó, có một ông thầy bà trợn nào mà dám nói câu đó, không có đâu. Tôi không hiểu cái điều đó, tôi cũng không có phải nghe mấy ông đó đâu. Dạ, xin cảm ơn Quỳnh Minh Tâm nha. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Dạ. Cảm ơn cô Kim, cảm ơn Minh Tâm, cảm ơn cô Như. Thật sự ra đó, cái hồi nãy cô Như nói là cái việc tu thì nó rất là khó, thì đúng. Cái gì nó cũng có khó của nó hết. Mỗi ngành nghề thì nó có khó của nó, thì cái vấn đề mà sự tu tập thì cũng vậy, nhưng mà chúng ta phải cố gắng nỗ lực thôi. Chứ còn cái gì á, trong cái việc học nó cũng có cái khó của việc học, trong cái pháp thực hành thì nó cũng có cái khó của pháp thực hành. Rồi mỗi mỗi cái gì nó cũng có cái khó, chúng ta phải biết để mà chúng ta vượt qua. Nếu mà sợ khó thì không sẽ đạt đến thánh đạo thánh quả. Cho nên là chúng ta cứ từng bước, cái nào mình thấy để mình từ từ mình tháo ra, mình gỡ ra, thì lần hồi thì nó sẽ hết rối. Rồi về cái chia sẻ của cô Kim ấy, thì nó cũng rất là hay. Nhưng mà có cái là chúng ta cũng đừng có đề cao về vấn đề mình cái sự xuất gia. Có câu nói giống như Huynh Minh Tâm nói đó, mục đích của sự xuất gia là cái gì? Chiếc áo không làm nên nhà tu. Còn hồi hồi nhỏ đó, mấy cái đứa bé lâu lâu mà nó bị ghẻ, bị chóc cái đầu, thì người ta muốn trị cho nó mau hết bệnh á, thì người ta cạo cạo tóc nó sạch sẽ để dễ xức thuốc, để dễ vệ sinh, để hết cái bệnh. Cho nên là hồi đó mấy thằng bạn
lúc đó còn nhỏ nhỏ mới nói là à Điệp ơi, sở dĩ Lan cạo đầu đi tu là không phải gì là Lan muốn đi tu, mà tại vì đầu Lan có ghép. Chứ thật ra Lan đâu phải là kẻ tu hành, đúng không? Thành ra đó, cái hình thức bên ngoài đó, nó không có nói lên được cái gì. Nhưng mà cái gì quan trọng, đó là cái mục đích của sự tu tập. Đó, quý vị thấy rằng hả, Đức Phật trong tất cả các bậc kinh, không phải là Đức Phật khuyên là tất cả đều phải từ bỏ gia đình, sống đời xuất gia. Đó, cái sự tu tập không phải là chỉ cạo đầu đắp y mới là tu, mà quý vị tu ngay trong đời sống, ngay trong cái sinh hoạt hàng ngày, ngay trong cái công việc của mình, ngay trong những cái tư tưởng của mình. Khi mà mình luôn luôn mình kiểm soát cái tư tưởng, kịp thời dập tắt những cái bất thiện, những cái tác ý không tốt đẹp, rồi dung bồi những cái tác ý tốt đẹp, thực hành thật nhiều những cái thiện sự, đó là người tu. Không, chứ còn á cạo đầu đắp y nhưng mà không có diệt trừ cái phiền não tham sân si thì đâu phải là cái mục đích của sự tu tập. Tu là sửa nha. Quý vị có chiếc xe hư đâu sửa đó, hư ít ít thì tiểu tu, chỗ nào hư sửa chỗ đó, chỗ nào khiếm khuyết bổ túc vô chỗ đó. Đại tu, vợ xe nó hư nhiều quá thì phải sửa nhiều, mà thậm đến cái chiếc xe mà nó quá tệ rồi thì giờ có nước là thay sườn đổi máy bỏ quách nó mua chiếc xe mới cho rồi chứ sửa gì nữa mà sửa. Cho nên á, Đức Phật dạy á, phiền não ở chỗ nào thì phải diệt ở ngay chỗ đó. Đó, cái đó là cái mục đích tu đó. Còn tu để mà tăng trưởng phiền não, bám chấp vào tài tình danh lợi, rồi chấp thủ, tôi là hòa thượng, tôi là thượng tọa, tôi là đại đức, tôi là trụ trì, thế này thế khác, thì nó đâu có đúng cái mục đích của sự tu tập. Thành ra Đức Phật đã nói có tới 6 hạng đi tu lận. Thành ra thôi, bây giờ cái việc ở thế gian nào đó nó vậy, cái thời kỳ mà Đức Phật còn hiện tiền nó cũng có rồi. Quý vị thấy nhiều cái sự việc nó xảy ra, rồi trong Pháp Cú Kinh cũng vậy, chấp tôi là ông trụ trì, tôi trụ trì trú xứ này, vị này ở đâu đi tới mà thấy được đức bồ, mà thấy được những cái vị thí chủ mà cung kính hơn, rồi dân cúng nhiều hơn, đâm ra canh tị. Thành ra sao, bắt đầu sanh ra bất thiện, bất thiện dài dài, bất thiện ngay trong cái kiếp sống hiện tại, ngay trong cái nội tâm, rồi đem đến rơi vào khổ cảnh trong nhiều 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 kiếp sống. Thì như vậy là đi sai cái mục đích của sự tu tập. Thành ra đó, cái chuyện mà cạo đầu đó chưa chắc phải là người ta là người tu. Tại vì nhiều khi người ta bị đi xạ trị nhiều quá, rồi giờ tóc nó rụng, rồi còn leo qua quá, người ta cạo đầu, đúng không? Hay là những cái tụi mà nó giả dạng lừa đảo, nó mặc y mặc đồ để nó đi quyên tiền, đi xin, đi quyên góp người ta để về nó xài phí. Đó, thì nếu mà chúng ta không phản tỉnh, chúng ta không xem xét cái tác ý, cái nội tâm, thì nó sai lệch cái mục đích. Cho nên á, cái tu ở đây là phải ráng cố gắng nỗ lực học tập, phải đi đúng trên cái con đường giới định tuệ
dù là cái hình thức nào, à, cạo đầu đắp y hay là hoặc là cái hình thức của người cư sĩ, cái vấn đề mà hình thức nó không quan trọng, quan trọng là anh đang thực hành pháp như thế nào. À, thì đó là cái điều quan trọng, đó là cái lời dạy Đức Phật. Và bây giờ thì chắc cũng sắp sửa hết giờ. Và à, kính chúc chư Tùng Đức Trưởng Lão Pháp Thể cho nghe, và kính chúc tất cả quý phụ tu nữ và quý Phật tử khỏe mạnh an vui, à, tu tấn, à, tinh tấn nỗ lực tu tập ngay trong đời sống hiện tại. Và bây giờ mời cô Như sám hối rồi sư xin phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ. Giờ mời cô Như ạ. Dạ, Nguyên Như cổ rời rôm rồi, biết là có vị nào, cô Kim hoặc Huynh Minh Tâm hoặc cô Niệm Từ gì, có vị nào sám hối được, xin hoan hỷ giúp dùm sư sám hối sau khi nghe pháp. Dạ. Cô Kim có sám hối được không? Mời cô Kim sám hối giùm. Dạ, mời mời cô Phạm Vương. Dạ. Dạ, thôi nếu mà không có vị nào sám hối thì sư xin kết thúc, tại vì thời gian nó cũng hết rồi. Pavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhuta nuha ve nasara so thi pavantu te pavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba thamma nuha ve nasara so thi pavantu te Pavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha nuvave nasana so thi pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy giá. Bây giờ mời cô Phạm Vương hồi hướng.